Sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ cho ý kiến đóng góp vào dự án luật này. Nhiều đại biểu cho rằng cần phải xác định rõ vị trí, vai trò cũng như kinh phí hoạt động, các chính sách hỗ trợ cho các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, không để làm tăng chi phí ngân sách nhà nước. Tôi cũng mạnh dạn đề nghị là chúng ta cân nhắc đưa ngay vào trong cái luật này cái việc mà chúng ta có một cái quỹ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở do chính người dân ở đó đóng góp để duy trì cho cái lực lượng ở cơ sở mình. Đấy, cơ sở mình. Và tôi nghĩ là nếu làm được như thế sẽ giải quyết được mấy vấn đề. Thứ nhất là cộng đồng ở đó khi mà kiện toàn cái lực lượng này ấy, thì người ta cũng nâng cao cái ý thức trách nhiệm của mình, làm sao kiện toàn những người thực sự có năng lực, có trách nhiệm với thôn, với cộng đồng. Và những người mà được thôn cử ra, được lựa chọn ấy, thì cũng phải có trách nhiệm. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng cho rằng cần phải bổ sung thêm vấn đề trách nhiệm và hậu quả pháp lý của những người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đây là những người tham gia tự nguyện này, không phải là công chức viên chức, cũng không phải là cái tổ chức trực thuộc theo luật công an nhân dân. Thế như vậy hoạt động của họ không phải hoạt động công vụ. Đấy. Nhưng mà họ lại tham gia rất nhiều các nội dung bảo vệ an ninh trật tự. Đấy, và tham gia tác động tới rất nhiều cái quyền con người, có thể tham gia bảo vệ hiện trường, tham gia về khám xét, tham gia về tất cả những hoạt động giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Đấy, và có tác động tới nhiều quyền của người dân. Thế vậy nhớ quá trình người ta thực hiện, người ta có vấn đề này, vấn đề khác mà có thể có vi phạm. Thì bây giờ xem xét trách nhiệm của họ là xem xét trách nhiệm thế nào đây? Thế nào đây? Đúng không ạ? Và ở trong luật thì tôi chưa thấy quy định về cái trách nhiệm này. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị cần phải xác định rõ ràng cụ thể chức năng nhiệm vụ của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, sao cho phù hợp với năng lực chuyên môn, tránh để chồng chéo với các dự luật khác.